Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, các địa phương trên địa bàn huyện Đầm Hà đang tích cực chuyển đổi số và bước đầu đạt được những kết quả tích cực, đem lại nhiều lợi ích cho người dân. Xác định người dân là trọng tâm của chuyển đổi số, tại xã Quảng Tân, cấp ủy chính quyền từ xã đến thôn đã tích cực tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức nhân dân về lợi ích của chuyển đổi số, thu hút người dân cùng tham gia thực hiện. Hiện nay, 100% các nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Quảng Tân đã được lắp đặt hệ thống Wi-Fi công cộng, phục vụ nhân dân giao dịch, khai thác thông tin. Ngoài ra, xã đã lắp đặt 6 camera tại các ngã ba, ngã tư, nơi đông dân cư trên địa bàn xã. Các sản phẩm OCOP như dưa lưới Quảng Tân, củ cải khô, v.v. đã được đưa lên sàn giao dịch điện tử bosmart.vn. Tân Hợp là một trong hai thôn được xã Quảng Tân lựa chọn để triển khai xây dựng mô hình thôn thông minh. Đây là mô hình có nhiều điểm mới. Qua công tác tuyên truyền vận động, người dân ở đây bắt đầu tham gia và thấy được những lợi ích thiết thực của chuyển đổi số. Trên 98% số hộ dân đã lắp đặt mạng Internet. Việc sử dụng điện thoại thông minh, căn cước công dân gắn chip điện tử, thực hiện chuyển khoản qua tài khoản thẻ, quét mã QR được rất nhiều người dân sử dụng phổ biến. Chúng tôi đi qua khảo sát và thống kê các hộ gia đình, hình như bây giờ là gần 100% gọi là hộ nông dân, các hộ nông dân trong thôn này đã có mạng Internet lắp đặt. Đó. Đồng thời cũng như là triển khai các ứng dụng thông minh như về vấn đề gọi là làm chứng minh thư nhân dân, chung gọi là đến giờ thì nói chung là tất cả các công dân từ 14 tuổi trở lên của thôn cũng đã thực hiện làm chứng minh thư nhân dân. Một số vấn đề như triển khai nông thôn mới và một số vấn đề khác thì nói chung là chúng tôi đều triển khai gọi là trên cái hệ thống Zalo của nhóm của thôn, gọi là đến tận từng gia đình, gọi là không thay cho những cái vấn đề gọi là trước đây đi báo trực tiếp, thì nói chung là bây giờ trên hệ thống Zalo thì nói chung là nhân dân cũng nắm bắt được và thực hiện rất kịp thời. Còn tại xã Tân Bình, hệ thống camera an ninh đã được tăng cường. 8 trên 8 thôn trên địa bàn xã Tân Bình đã được lắp đặt camera tại các ngã ba, ngã tư, nơi đông người, điểm giao cắt với quốc lộ 18A. Từ khi có hệ thống camera an ninh, tình hình an ninh được cải thiện, tình trạng trộm cắp tài sản, mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giảm hẳn so với thời điểm trước. Ngoài ra, thông qua hệ thống camera giúp cho lực lượng công an trong việc xác minh, truy tìm các đối tượng tội phạm hiệu quả. Cái mô hình camera đấy thì là nó áp dụng cái công nghệ khoa học kỹ thuật ở đây. Có nghĩa là ở đây là chúng tôi là có thể là các đồng chí phụ trách địa bàn có thể là thông qua đó thì có thể là giám sát cũng như là mình quan sát được cái diện rộng hơn để góp phần trong cái việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thì qua đó thì cũng như là trong việc camera an ninh này đấy thì nó có tác dụng rất lớn trong cái việc là thứ nhất là các đối tượng hình sự ma túy sẽ chùn bước, cũng như là trong cái việc mà khi mà nghỉ cái việc hành vi thực hiện tội phạm ấy thì nó sẽ có một cái phần nào đó là sợ hoặc là không dám. Thứ hai là về giám sát về cái giao thông thì người dân trên địa bàn sẽ căn cứ đó sẽ chấp hành hơn và giúp rất nhiều cho công tác đảm bảo an ninh tự trên địa bàn của lực lượng công an. Cùng với đó, tổ công nghệ số cộng đồng các thôn cũng đã tích cực tuyên truyền cho người dân có kỹ năng tạo tài khoản, đăng nhập và sử dụng nhiều phần mềm tiện ích, từng bước ứng dụng công nghệ trong cuộc sống. Cá nhân tôi bây giờ cũng là đang sử dụng cái dịch vụ công nghệ số này về chuyển tiền này, rồi về cái dịch vụ công trực tuyến này, thì tôi thấy rằng là nó mang lại rất là nhiều cái tiện ích cho gia đình tôi. Thứ nhất là tôi không cần phải trực tiếp là đi lên ủy ban để làm việc, cũng như là mang giấy tờ kia, sợ thiếu giấy tờ nọ giấy tờ kia, mà thậm chí là tôi chỉ cần ngồi ở nhà thôi, tôi cũng có thể sử dụng được tất cả các dịch vụ mà tôi cần làm về cái dịch vụ công này. Thì tôi thấy rằng là cái chuyển đổi số này rất là tiện lợi. Sắp tới thì với một cái cương vị là tổ trưởng tổ công nghệ số của thôn Tân Trung và cũng là một thành viên trong tổ công nghệ số, thì tôi sắp tới là chúng tôi sẽ triển khai là tuyên truyền rộng rãi đến bà con nhân dân về cái công nghệ số này. Thứ nhất là để cho bà con tiết kiệm được thời gian đi lại, làm các thủ tục thì không còn sợ là đi lại mất nhiều thời gian nữa, mà hướng dẫn bà con làm sao chỉ việc ở nhà thôi, có thể mình trao đổi được rất là nhiều việc.
xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, tạo động lực cho sự phát triển. Trên cơ sở nghị quyết số 09 NQTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà, xã Tân Bình đã tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số trên cả ba trụ cột chính: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đảng ủy, chính quyền chúng tôi cũng đã tập trung để triển khai chỉ đạo để thực hiện theo cái kế hoạch của xã đã xây dựng. Thì trên cái nền tảng là những cái gì chúng tôi đã có và những cái được trang thiết bị của cấp trên thì chúng tôi đã tập trung triển khai thực hiện. Và đến hiện nay thì đối với chính quyền số thì chúng tôi đã thực hiện về cái việc đó là đẩy mạnh cái thực hiện là cải cách hành chính về cái dịch vụ công trực tuyến cũng như là chữ ký số điện tử rồi xử lý các văn bản trên cái môi trường điện tử hiện nay. Để thực hiện làm sao với một phương châm là hạn chế về giấy tờ và giảm thủ tục hành chính cho người dân. Thứ hai là đối với kinh tế số thì chúng tôi cũng đã thực hiện đó là việc đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử và một số sản phẩm thế mạnh, sản phẩm chủ lực của xã thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để đưa lên cái sàn giao dịch thương mại điện tử này. Về xã hội số thì chúng tôi sẽ tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cho bà con sẽ sử dụng các app, ví dụ như app dịch vụ công trực tuyến này, rồi thì cái không sử dụng tiền mặt, cũng như là các gia đình là sử dụng cái hệ thống internet. Với những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại, huyện Đầm Hà quyết tâm chuyển đổi số toàn diện với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng đời sống người dân.